Nhìn đây này, phải chụp cái này. Tôi đã nói với ông rồi, đây là lớp nhiếp ảnh, ông phải chụp cái kiểu này nó mới nghệ, ông hiểu không? Đây này. Mày dốt thế, mày học được mấy buổi rồi mà mày chụp cái đấy, mày phải chụp cái này. Lại cãi nhau, hai đứa này có bao giờ yên không thế? Không cô ạ. Đây này. Cái kia. Thế hôm nay cãi nhau về chuyện gì? Cô ạ, thầy nó cứ chê em là hàng không biết chụp mờ ấy. Thì lại chả gà. Mày bảo gì cơ? Hai đứa đều gà hết. Thôi hôm nay học xong bài này sẽ biết vì sao lại gà nhá. Đầu tiên, cô sẽ dạy cho các em một chế độ cực kỳ kinh khủng, cực kỳ bá đạo. Đó chính là chế độ auto. Các em sử dụng chế độ này thì chỉ cần bấm thôi, còn lại máy sẽ tự tính toán cho các em từ việc lấy nét đến đo sáng. Ơ cô ơi, thế em cứ để auto chụp cho nhanh đỡ phải nghĩ không cô? Bô thằng lười. Việc để máy ảnh tự tính toán thì đôi khi cũng xảy ra nhiều sai sót, bởi vì không phải máy ảnh nào đấy cũng thông minh như cô. Thế nên là chúng ta cần phải học thêm 4 chế độ này. Tiếp theo chúng ta sẽ học hai chế độ AV và TV. Hai chế độ này thì gần tương tự nhau, nó sẽ giúp các em điều chỉnh máy nhanh hơn trong nhiều trường hợp. Nhanh hơn nào cô? Đầu tiên là chế độ AV, hay còn gọi là chế độ ưu tiên khẩu độ. Đối với chế độ này thì các em chỉ cần thay đổi khẩu độ, còn tốc độ và ISO thì máy sẽ tự thay đổi để giúp các em có một bức ảnh đủ sáng. Chế độ này sẽ phù hợp khi các em chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng tốt, bởi vì như vậy thì tốc độ sẽ không bị giảm xuống quá chậm khiến cho ảnh bị rung. Và các em có thể áp dụng chế độ này khi các em chụp ảnh chân dung, bởi vì chúng ta có thể mở khẩu xóa phông thoải mái mà không cần lo về tốc độ. Thứ hai, TV là một chế độ gần tương tự. Chế độ này dùng để chụp chủ thể chuyển động nhanh khi mà các em quan tâm đến tốc độ của chủ thể nhiều hơn. Chế độ này sẽ giúp các em làm chủ tốc độ chụp để chụp được những bức ảnh không bị mờ nhòe. Với hai chế độ này thì chúng ta có thể thay đổi độ phơi sáng bằng cách sử dụng nút bù trừ sáng nhanh. Khi sử dụng tính năng này thì máy sẽ giúp các em thay đổi khẩu độ hoặc tốc độ cho phù hợp với cả ý đồ của người chụp. Rồi, bây giờ kiểm tra nhanh nhá. AV dùng để làm gì? Dùng thính. Chế độ AV dùng trong trường hợp cô muốn kiểm soát độ sâu trường ảnh và điều kiện ánh sáng thay đổi. Ví dụ, cô chụp chân dung này mà cô đang chụp ngoài trời mà cô phải đi ở trong nhà hả? Đó. Thế còn TV dùng để làm gì? Ổn. Em nói cô, TV là sử dụng trong trường hợp mà cô muốn kiểm soát tốc độ trong điều kiện ánh sáng thay đổi. Giống như kiểu là lúc mà cô đang chụp thể thao ngoài trời thì có một cơn mây đen kéo tới. Rồi, tuy nhiên thì các em vẫn còn quên một điểm quan trọng nhất. Đấy là hai chế độ này sẽ giúp cho các em có những bức ảnh đủ sáng nhất có thể khi các em thay đổi môi trường ánh sáng. Chế độ P thì gần giống với chế độ A cộng. Tuy nhiên khác với A cộng thì chúng ta có thể điều chỉnh hơn một chút. Đó chính là chúng ta có thể kiểm soát được xem là đánh flash hay không, tăng giảm ISO thế nào, hay là có chụp liên tiếp hay không. Thế bình thường dùng P làm gì hả cô? Chế độ P là dùng để chụp ảnh nhanh cô ạ. Đấy, nhanh thế nào á? Bởi vì chế độ P thì cô chả phải chỉnh gì, cô chỉnh mỗi ISO với là flash, với là chụp liên tục đúng không? Đấy, nhiều chú nhiếp ảnh ra đường phố thích chụp nhanh thì dùng P chỉ phải chỉnh ISO thôi. Nhiều chú nữa thích bật flash lên rồi bắn thẳng vào mặt người ta ấy. Đấy, thì cũng dùng P luôn, chỉ chỉnh flash lại thôi. Hay không cô? Tùng nói tốt rồi đấy. Ghi chép bài đi, có gì cứ hỏi Tùng nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang một chế độ cuối cùng. Chế độ này rất là khó, đó chính là chế độ M. Mà hết giờ mất rồi. Thôi, để buổi sau học nhá. Cả lớp về nhớ học bài đầy đủ nhá. Bye bye. Trong nhiều trường hợp khi các bạn sử dụng chế độ AV hay TV thì khẩu độ hay tốc độ màn chập sẽ bị thay đổi và không còn đúng với ý đồ ban đầu của chúng ta nữa. Ví dụ khi chúng ta muốn chụp ảnh xóa phông thì khẩu độ lại tự động khép lại khiến cho ảnh rõ nét nhiều chi tiết hơn. Hay là khi chúng ta muốn chụp ảnh đóng băng chuyển động thì tốc độ màn chập lại giảm xuống khiến cho ảnh của chúng ta bị mờ nhòe. Trong trường hợp này mình khuyên các bạn nên tự tăng giảm ISO để có một bức ảnh đúng sáng và đúng ý đồ của mình nhất. Và đó là tất cả những gì có trong bài học ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.